Chào bác, em về rất nhiều hàng. Xong rồi hôm nay giới thiệu mấy cặp loa đặc sắc cho các bác. Đầu tiên là cặp đó là cặp loa huyền thoại của hãng Victor, cặp Victor 605. Cặp này trên thế giới hiện tại rất là hiếm. Bản thân con này nó lúc nó xuất xưởng thì sản xuất nó cũng không nhiều. Nếu mà như trên camera trên hình thì anh em khó có thể áng được cái kích thước của nó. Ở ngoài thì anh em có nhìn ở ngoài nó mỗi chiếc nó to, nó như một cái tủ tivi, mỗi chiếc một như một cái tủ tivi. Ngày xưa có cái kệ tivi mà ở đây mình đặt tivi trên, xong bắt đầu dưới là hai cái kính mở. Con này nó to thế, bề ngang nó khoảng tầm 80 phân. Nó hình vuông, cao khoảng 80, sâu khoảng hơn 40. Mỗi chiếc này nặng khoảng 40 cân. Như hình đây thì các bác nhìn là nó sở hữu hai con chung, một con bát 30, gân là gân vải tẩm dầu và bốn con tép. Các bác nhìn cấu hình rất là gồ ghề. Thực sự là đôi này thì ngày trước là chưa, thời cách đây khoảng 20 năm, thời em chưa buôn đồn thanh thì em đã nghe qua cặp này của nhà một bác ở trên phố cổ của Hà Nội. Và ấn tượng từ ngày đấy mà đây lần đầu tiên em về là đôi Victor 605 này. Thực sự với chất âm của con này và em vẫn ấn tượng thì rất là xứng đáng để anh em chơi và sưu tầm. Để mà so sánh thì rất là vô cùng, nhưng mà rất là ấn tượng về chất âm của con này. Rất là đẹp, gỗ rất là bề thế. Bác nào phòng khách rộng, bày những cái bộ đồ cổ thì cho đôi này vào thì quá là hợp. Đôi này còn rất đẹp, căng rất là cổ và đẹp. Anh em có thể, các bác có thể bày vào những cái bộ sập gụ tủ chè hoặc là bộ kệ cổ. Đây, để em bóc lốt trước con này. Vừa xong dỡ ra thì rất nhiều đôi lo đẹp. Lúc chiều em có lên đôi Onkyo 2001, Onkyo D77XX và đôi Koran Koran DX5 thì của bác quá khuấn hết luôn. Em ở Hà Nội đâm ra là anh em ở đây chạy qua rất là tiện. Còn đôi khủng long 9000X này, 9000K này thì chắc là mai là qua bác qua bóc rồi. Rất là đẹp, xuất sắc luôn, trùng rất là lớn. Đây là bên hông, bên hông nó có cái tinh chỉnh rất là hay, tinh chỉnh trùng mà tép. Cặp này các bác có thể chơi, đây là cái khuyết để chốt căng. Đây là cái tem về thông số. Con này độ nhạy rất là cao, độ nhạy nó gần 100 decibel cơ. Với như này các bác hoàn toàn có thể chơi những cặp mà chơi những con âm ly class A hoặc con âm ly đèn, đánh một cặp cổ này. Đây, cặp này các bác có thể chơi BY, chơi từng giải một, hoặc là chơi full. Đây, nó có các chế độ để các bác chơi. Một trong cặp loa rất là hiếm, bốn mấy năm rồi, 50 năm, gần 50 năm mà đồ này về rất là đẹp. Thùng gỗ các bác có thể nhìn hậu rất là đẹp. Rất là nặng và to. Em đang để cặp mà cạnh với các cặp cặp cái nút P9000K. Nếu mà giải ra thì nó to gần bằng hai chiếc luôn. Rất là khổ. Cặp này là một trong cặp huyền thoại của hãng Victor. Hiện tại thì muộn rồi. Nếu ngày mai em có điều kiện em sẽ test âm lên cho các bác nghe. Các bác hết sức thông cảm đây. Rất là chật chội. Ngoài ra về rất là nhiều dòng loa Mỹ, Bo Pioneer,
hoặc JBL những dòng LX500 giờ anh em săn bô monitor Optimus bát 40 tép kèn. Rồi lại tiếp Optimus 3 đây, bát 40 chung kèn tép kèn. Rất nhiều anh em săn tìm. Anh em nào qua thì alo trước cho em số điện thoại đây trên màn hình đây. 0983698887. Một trong những đôi loa huyền thoại Victor 605 không lẫn đi đâu được với cấu hình này.